chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cô Hằng Nga tìm hiểu thêm một thành phần nữa trong khi chúng ta để có thể viết được một câu, đó là phần đại từ. Phần này rất là đơn giản nhưng cũng rất là quan trọng. Nếu chúng ta không nắm chắc được cách dùng của nó thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn liên tục các em ạ. Vậy trong phần đại từ ở đây của chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu đến chủ ngữ này. Chủ ngữ thì chưa đủ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp đến các thành phần khác, ví dụ như là tân ngữ, rồi chúng ta nghiên cứu đến tính từ sở hữu, và chúng ta sẽ nghiên cứu đến đại từ sở hữu. Được chưa nào? Đó là những cái phần mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong cái bài đại từ ngày hôm nay. Thế đối với phần chủ ngữ thì các bạn sẽ nhớ giúp cô như sau. Trong tiếng Anh có các chủ ngữ, ví dụ như là người ta hay gọi là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Thôi chúng ta sẽ không định nghĩa như vậy, nó sẽ rất dễ bị nhầm. Chúng ta sẽ có chủ ngữ là I này, rồi thì you này, we, they, she, he và it. Đấy, chúng ta sẽ có những cái từ này để nó có thể làm chủ ngữ. Vậy chủ ngữ thì nó đứng ở đâu? Thì theo các bạn, đứng ở đâu ạ? Một câu đơn giản nhất trong tiếng Anh sẽ là chủ ngữ, động từ và tân ngữ như thế nào? Đúng không ạ? Vậy thì chủ ngữ ta sẽ đứng ở vị trí S gì này? Và chủ ngữ là người mà chủ thể gây ra hành động trong ngữ cảnh đó. Chính vì vậy mà chủ ngữ nó sẽ phải đứng ngay trước động từ. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Vậy các cái từ I, you, we, they, she, he, it là những cái từ mà nó sẽ được sắp xếp đứng ở trước động từ. Được chưa? Các bạn sẽ nhớ giúp cô nhá. Và đối với chủ ngữ là I, you, we, they, khi chúng ta viết nó cộng với động từ thì động từ đằng sau chúng ta ở thì hiện tại đơn chúng ta sẽ để ở dạng nguyên thể. Còn đối với các ngôi như là she, he và it thì ở thì hiện tại đơn động từ chúng ta phải thêm s hoặc es vào. Cái đó chúng ta sẽ nghiên cứu rất kỹ trong bài thì của động từ. Được chưa ạ? Còn ở đây cô chỉ nắm chắc cho các bạn vấn đề là đối với các ngôi, đối với các cái từ mà cô viết trên bảng I, you, we, they, she, he, it. I là tôi, you là bạn, we là chúng tôi, they là họ, she là cô ấy, he là cậu ấy, anh ấy, it là nó. Thì những cái từ này nó phải đứng ngay trước động từ bởi vì nó là chủ ngữ. Nó là người sinh ra cái hành động trong cái ngữ cảnh. Được chưa? Các bạn phải nắm được cái vị trí đứng của nó. Thế còn tân ngữ là gì? Tân ngữ là đối tượng chịu tác động và trên vấn đề về mặt công thức của câu. Thì tân ngữ nó chính là cái vị trí nằm ở cái chỗ object này này, cái chữ O mà cô đánh dấu. Tân ngữ của từ I sẽ là từ me, đúng không ạ? Nói với cô đây này. Vậy là các bạn nói và nói với cô. You tell me. Tell me. Nói với cô đây này. Nhìn cô đây này. Look at me. Look at me please. Được chưa? Thế còn you thì tân ngữ của nó vẫn phải là you. Cô yêu các bạn. I love you. Được chưa? Đấy, thì vẫn phải là you. Còn we, tân ngữ của nó sẽ là từ us, là chúng tôi. Được chưa? Chúng tôi nói với chúng tôi đây này. Tell us. Tell us. Được chưa? Nói với chúng tôi đây này. Rồi tham gia cùng bọn tôi nhé. Join us. Join us. Thế còn từ they, tân ngữ của nó là từ them. Họ. Nói với bọn họ ấy. Tell them. Tham dự với bọn họ đi. Join them. Được chưa? Kiểu như vậy. Thế còn she, tân ngữ của nó là her. Tôi yêu cô ấy. I love her. I love her. Thế còn he, tân ngữ của nó sẽ là him. Tôi yêu anh ấy. I love him. I love him. It. Tôi rất là thích nó. Tôi rất yêu nó. I love it. I love it. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ thấy là tân ngữ là cái đối tượng mà chịu tác động của hành động. Nên tân ngữ nó sẽ đứng ngay sau động từ. Chúng ta thấy không? À, tell me đứng sau động từ này. Love you. Join us. Tell them. Love her. Love him. Love it. Được chưa? Thì nó là tân ngữ nên nó sẽ đứng ngay sau động từ. Thì rõ ràng đây là sự khác biệt giữa tân ngữ và chủ ngữ trong câu nhé. Và những cái này là các bạn phải ghi nhớ, bởi vì có nhiều bạn là bị quên, không biết tân ngữ của cái chủ ngữ này nó là như thế nào. Thành thử cái việc chúng ta nói hoặc chúng ta viết câu chúng ta gặp khó khăn thì các bạn sẽ phải ghi nhớ cho cô và nhớ được sự khác biệt giữa tân ngữ và chủ ngữ. Chủ ngữ là người sinh ra hành động, chủ động sinh ra hành động trong ngữ cảnh. Vì vậy chủ ngữ nó sẽ đứng ngay trước động từ. Còn tân ngữ là đối tượng chịu tác động của hành động nên tân ngữ sẽ đứng ngay sau động từ các em ạ. Phải nhớ cái này cho cô. Còn một vấn đề nữa chúng ta cần nghiên cứu ở đây đó là tính từ sở hữu. Tại sao phải nghiên cứu nó? Bởi vì rất nhiều bạn nhầm đây. Tính từ sở hữu của từ I là my, và my ở đây có nghĩa là của tôi. You thì là your, là của bạn.
We chúng ta có tính từ sở hữu là our, của các bạn. They chúng ta có tính từ sở hữu là their, của họ. She chúng ta có tính từ sở hữu là her, của cô ấy. He chúng ta có tính từ sở hữu là his, của cậu ấy. Và it chúng ta có tính từ sở hữu là its, của nó. Thì những cái tính từ sở hữu này buộc các bạn sẽ phải học thuộc cho cô nhé. Thế còn tại sao người ta lại gọi nó là tính từ sở hữu nhỉ? Thì các bạn sẽ nhìn cho cô. Thứ nhất các bạn nghe cách dịch đi ạ. Của tôi, của bạn, của chúng tôi, của họ, của cô ấy, của cậu ấy, của nó. Tức là khi dịch ra thì chúng ta thấy xuất hiện một cái từ, đó là từ của ai đó. Vì vậy mà nó thể hiện cái sự sở hữu, đúng không? Và tiếp theo nữa là gì? Những cái từ này thì không bao giờ nó đứng được một mình các em ạ. Và sau đó luôn luôn phải có một danh từ đi kèm. Cô lấy ví dụ như sau này. Có từ my bây giờ viết được không ạ? Không. Người ta sẽ viết thêm vào, ví dụ là my book, cuốn sách của tôi này. Rồi my house, my book, cuốn sách của tôi này. Rồi my house, ngôi nhà của tôi này. Đúng không? Our work, công việc của bọn họ này. Tức là sau những cái tính từ sở hữu này, mình thấy luôn luôn phải có đi kèm một danh từ. Chính vì vậy mà nó đứng trước danh từ. Vậy nó đứng trước danh từ thì nó được coi là một tính từ, được chưa nhở? Chính vì vậy mà người ta gọi nó với một cái tên rất là hay, đó là tính từ sở hữu. Vậy ở đây các bạn cũng có thể dựa qua cái tên của nó để chúng ta hiểu được cái tính chất của nó. Vậy tính từ sở hữu sẽ phải là một tính từ để nó đứng trước một danh từ đây này, đúng không ạ? Và cái thứ hai là khi dịch nghĩa thì mình thấy nó có một sự sở hữu của ai đó. Thế nên người ta gọi đấy là tính từ sở hữu. Và tóm lại ở phần này thì cô cần nhớ được, đối với các cái chủ ngữ tương ứng thì có các tính từ sở hữu tương ứng là gì. Và các bạn cần nhớ được cho cô, đó là sau tính từ sở hữu này thì sẽ phải đi kèm với cả một danh từ. Được chưa nào? Thì đấy là cái mà các bạn cần lưu ý trong bài. Thế còn ở bên này chúng ta còn một cột cuối cùng là đại từ sở hữu. Chúng ta sẽ học nốt nó nhé. À, đại từ sở hữu sẽ như thế nào đây ạ? Đại từ sở hữu của chủ ngữ I chúng ta sẽ có từ my. You chúng ta có từ yours, nhưng mà phải thêm s vào. We chúng ta có đại từ sở hữu là ours, của chúng tôi. They chúng ta có đại từ sở hữu là theirs. She chúng ta có từ hers. His chúng ta có từ his, vẫn như thế thôi, it vẫn là is. Thì đây gọi là đại từ sở hữu. Vậy nghe có vẻ các tên rất giống nhau đúng không ạ? Một bên thì tính từ sở hữu và một bên thì đại từ sở hữu. Không biết là mình sẽ hiểu nó như thế nào và cách dùng của nó thì có gì khác biệt nhau không? Cùng cô xem xét ví dụ sau để chúng ta cùng hiểu về tính từ sở hữu và đại từ sở hữu các em nhé. Cô có ví dụ như thế này. My house, ngôi nhà của tôi, is smaller. My house is smaller than your house. Ngôi nhà của tôi thì nhỏ hơn ngôi nhà của bạn. Vậy có nghĩa trong câu này thì chúng ta sẽ thấy my house được so sánh với your house. Ngôi nhà của tôi được so sánh với ngôi nhà của bạn. Và có từ house được lặp lại. Và ở đây chúng ta có một cách viết khác, có nghĩa là cô sẽ không viết từ your house nữa, mà cô sẽ viết nó bằng từ yours. Thì cái từ yours này nó là đại từ sở hữu, đúng không ạ? Vậy nếu nhìn kỹ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là từ yours này là cách viết để chúng ta thay thế cho từ your cộng với cả từ house. Chính vì vậy đại từ sở hữu của chúng ta nó sẽ bằng tính từ sở hữu cộng với cả một danh từ, có đúng không ạ? Hay nói cách khác là đại từ sở hữu sẽ là một cái hình thức để chúng ta viết thay thế cho một cái cụm gồm có tính từ sở hữu và danh từ. Vì vậy câu của chúng ta có thể viết ngắn gọn hơn thành my house is smaller than yours, chứ không cần viết là my house is smaller than your house nữa, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ thấy được là đại từ sở hữu, đại mà nghĩa là nghe cái gì đó rất to lớn đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng tính từ sở hữu cộng với danh từ và nó sẽ dùng để thay thế cho những trường hợp như thế. Vậy trên bài học ngày hôm nay của chúng ta tập trung ở chủ ngữ này, tân ngữ này, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu. Thứ nhất cô yêu cầu về mặt chính tả, các bạn sẽ phải học thuộc hết các cái vị trí đó và các cái ngôi đó người ta sẽ dùng như thế nào. Đối với chủ ngữ là I thì tân ngữ là me, tính từ sở hữu là my, đại từ sở hữu sẽ là my, được không nào? Đấy, những cái đó là các bạn sẽ phải ghi nhớ. Và cái cách dùng của nó, ví dụ chủ ngữ là chủ thể gây ra hành động trong ngữ cảnh nên nó sẽ đứng trước động từ. Còn tân ngữ là đối tượng chịu tác động thì nó phải đứng ngay sau động từ. Còn tính từ sở hữu, nó là một tính từ nên nó sẽ phải đứng trước một danh từ chứ nó không đứng một mình. Còn đại từ sở hữu là một từ dùng để thay thế cho cái cụm gồm có tính từ sở hữu và danh từ. Các bạn sẽ nhớ như vậy thì khi làm và khi nói ta tiếp các bạn sẽ không bị nhầm và các bạn sẽ hiểu rạch ròi được cái cách dùng của nó trong câu. Thế còn bây giờ thì sao nhỉ? Hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo của cô để cùng cô chinh phục ngữ pháp tiếng Anh nhé!